Sau khi thông báo lợi nhuận năm 2023 giảm 34,6%, giá cổ phiếu của tập đoàn hóa dầu và bất động sản Hanwha Solutions sụt giảm liên tục và đóng cửa ở mức thấp nhất kể từ tháng 7 năm 2020. Theo các nhà phân tích chứng khoán ngày 25 tháng 2, Hanwha Solutions, công ty đa quốc gia về dịch vụ năng lượng, hóa dầu và bất động sản có trụ sở ở Seoul, đã phải chịu sự sụt giảm mạnh về giá cổ phiếu trong suốt tuần trước do sự hoài nghi ngày càng tăng đối với các danh mục đầu tư kinh doanh của họ, bao gồm năng lượng tái tạo, hóa chất và vật liệu. Sau khi Hanwha Solutions tiết lộ lợi nhuận quý 4 năm 2023 từ hoạt động kinh doanh vật liệu tiên tiến của công ty cũng giảm so với quý trước, các nhà đầu tư đã chuyển sang bán cổ phiếu của mình, bất chấp kế hoạch trả cổ tức lần đầu tiên sau 4 năm của công ty. Ít nhất 12 nhà phân tích chứng khoán Hàn Quốc đã hạ mục tiêu giá cổ phiếu của Hanwha Solutions do kỳ vọng công ty sẽ lỗ hoạt động trong quý đầu tiên. Hầu hết họ cũng hạ mức khuyến nghị đầu tư dành cho Hanwha Solutions từ mua xuống giữ, gần như được coi là bán. Do các công ty chứng khoán Hàn Quốc vẫn chưa sẵn sàng thẳng thắn khuyên các nhà đầu tư bán cổ phần của họ tại các công ty lớn. Hanwha Solutions tìm kiếm sự thay đổi trong thu nhập của mình bằng cách tận dụng các ưu đãi thuế của Mỹ theo đạo luật giảm lạm phát. Tuy nhiên, nhà phân tích Chung Kyung Hee của Kyung Security cảnh báo về những thay đổi có thể xảy ra trong đạo luật này sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào cuối năm nay.